Chào các bạn, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2021. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Loại thuốc đầu tiên trên thế giới có thể tiêu diệt được 99,9% SARS-CoV-2. Sản phẩm này do các nhà khoa học tại Viện Y tế Menzies Queensland thuộc Đại học Griffith và Quỹ City of Hope nghiên cứu điều chế. Theo ABC News, thì phương pháp mà nhóm tác giả sử dụng là công nghệ RNA làm vô hiệu hóa gen, hay là cRNA, can thiệp nhỏ trong RNA. Nó sẽ tấn công trực tiếp vào bộ gen của virus, chặn đứng quá trình sao chép. Các hạt nanolipid do nhóm chuyên gia tại Đại học Griffith và City of Hope điều chế có tác dụng cung cấp cRNA đến phổi, những vị trí trọng yếu dễ bị nhiễm trùng. Theo giáo sư Nigel Mark Milan từ MSIQ, điều trị bằng cRNA đặc hiệu sẽ giúp tiêu diệt đến 99,9% tải lượng virus. Nó phá hủy bộ gen của virus và khiến cho nCoV không thể phát triển được. Nhóm tác giả cho rằng phương thuốc này hoạt động tương tự như tên lửa tầm nhiệt, chủ động tìm kiếm và tiêu diệt mầm bệnh. Ông Nigel cho hay đây cũng là lần đầu tiên giới nghiên cứu đóng gói được các nanolipid thành những hạt gửi nó qua dòng máu để tấn công virus. Sau đó, những hạt nanolipid tàng hình dễ dàng được đưa tới các vị trí, cơ quan trong cơ thể mà không ảnh hưởng sức khỏe người bệnh hay là tác dụng phụ. Nó cũng chỉ tiêu diệt virus, tế bào nhiễm bệnh, không gây hại cho tế bào khỏe mạnh. Hiện tại thì nhóm tác giả thí nghiệm liệu pháp này trên chuột nhiễm SARS-CoV-2, kết quả cho thấy nó mang tới khả năng sống sót cao và số chuột này đã khỏi bệnh. Đáng chú ý là cơ thể của những con chuột sống sót đã sạch hoàn toàn virus. Ông Nigel đánh giá loại thuốc này rất cần thiết cho những người bị bệnh nặng, đang vật lộn với sự sống trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, người trong khu cách ly, nhóm nguy cơ cao cũng nên sử dụng thuốc này vì giúp họ có thêm tấm khiên vững chắc bảo vệ cơ thể khỏi bị nCoV tấn công. Dự kiến thì nhóm bệnh nhân nặng được trích thuốc hàng ngày liên tục từ 4 đến 5 ngày, người bị phơi nhiễm trích ngay liều duy nhất. Phương pháp này cũng được khẳng định là hoạt động trên cả beta coronavirus, chủng đầu tiên của MERS hay là SARS-CoV-2, ngay với cả biến chứng. Nó cũng có tác dụng vì nhằm vào vùng bảo tồn trong bộ gen của virus. Các hạt nanolipid ổn định trong 12 tháng ở môi trường 4 độ C. Tại nhiệt độ phòng thì nó tồn tại được 1 tháng. Do đó thuốc có thể sử dụng ở những nơi có điều kiện cơ sở vật chất chữa bệnh nghèo nàn. Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Molecular Therapy, nhóm tác giả cho biết phương pháp này có thể sẵn sàng sử dụng trên người sớm nhất vào năm 2023, tùy thuộc vào kết quả của giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Hiện nay thì một số thuốc kháng virus phổ biến và được sử dụng trong chữa trị COVID-19 là Tamiflu, Zanamivir và Remdesivir. Thuốc kháng virus truyền thống làm giảm các triệu chứng và giúp người bệnh phục hồi sớm. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người đàn ông ở Australia đã tử nạn vì bị cá mập cắn. Theo cảnh sát New South Wales, nạn nhân là người đàn ông khoảng 50 tuổi. Ông đã bị thương nặng ở phần đùi trên khi đang lướt ván tại bãi biển Tân Curry, phía bắc của Sydney. Cảnh sát Christoph Street cho biết người đàn ông đã phát hiện ra con cá mập từ sớm và cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn bè của mình. Ngay lập tức, ba người bạn đã bơi đến và kéo ông vào bờ. Lực lượng cứu thương New South Wales Ambulance cùng với cảnh sát quận Manning Great Lakes đã cố gắng cứu chữa, nhưng người đàn ông xấu số đã tử vong ngay ở hiện trường do mất máu quá nhiều. Theo New South Wales DPI, thì một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về ngư nghiệp và nông nghiệp, con cá mập này được xác định dài khoảng 4,5 mét. Bên cạnh đó, thì DPI cũng giám sát khu vực bằng thiết bị bay không người lái. Khoảng 20 cây số dọc bờ biển Tân Curry cũng buộc phải đóng cửa trong vòng ít nhất 24 giờ. Dịch vụ của chính phủ New South Wales Shark Smart đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter dòng trạng thái cho biết việc trực tiếp nhìn thấy con cá mập
Ngoài ra, dịch vụ này cũng báo cáo ghi nhận được hình ảnh của vài con cá mập trắng trong khu vực đó vài giờ sau vụ tấn công. Trong năm 2020, thì Australia đã ghi nhận tổng cộng có 8 vụ cá mập tấn công gây tử vong. Hai trong số đó ở New South Wales, theo Hiệp hội Bảo tồn Taronga. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì cảnh sát của thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington đã bắt được một tên cướp chuyên nhắm vào người gốc Á. Vào ngày hôm nay thứ Tư, ngày 19 tháng 5 năm 2021, thì cảnh sát của thành phố Seattle đã bắt được một tên cướp chuyên nhắm vào các phụ nữ gốc Á từ 40 cho đến 80 tuổi. Trong vòng 6 tuần vừa qua, thì tên này đã cướp rất nhiều bóp và các túi xách tay của rất nhiều phụ nữ. Theo báo cáo của cảnh sát Seattle, thì tên này đã cướp được hàng chục cái túi xách tay và bóp của các phụ nữ từ 40 cho đến 80 tuổi. Khu hoạt động của tên này là ở khu vực Chinatown, International District, Rainier Valley và Beacon Hill, nơi có rất nhiều người gốc Á và người Việt của chúng ta đang sinh sống. Tên cướp này năm nay 26 tuổi, chuyên nhắm vào các phụ nữ cao tuổi. Thường thì hắn chờ cho những người phụ nữ gốc Á này đến gần xe của họ. Sau đó hắn ra tay cướp rồi bỏ chạy. Cảnh sát đã tìm được tên này vào ngày hôm qua ở thành phố Renton thuộc tiểu bang Washington và đã theo dõi hắn cho đến ngày hôm nay. Lúc bắt được tên này thì hắn đã có một khẩu súng ở trong xe. Tên cướp này là một tên cướp đã bị kết án với trọng tội cho nên hắn không thể sở hữu súng. Sau đó thì cảnh sát đã đưa tên cướp này vào tù vì những tội danh như nhiều lần ăn cướp và sở hữu súng một cách trái phép. Mong rằng tên này sẽ bị tù lâu để hắn không ra ngoài tiếp tục ăn cướp những người phụ nữ gốc Á yếu đuối. Hiện giờ thì tên này đang chờ ngày xét xử. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một sĩ quan lực lượng không gian Hoa Kỳ đã bị bãi nhiệm. Một trung tá lực lượng không gian Hoa Kỳ, người đã bị bãi nhiệm khỏi vị trí chỉ huy do mất lòng tin, cho biết anh đang bị xuyên tạc trên Internet về một số phát biểu của anh về chủ nghĩa cộng sản trên một podcast vào đầu tháng này. Trung tá Matthew Lomier, trước đây là chỉ huy của phi đội cảnh báo không gian số 11 tại căn cứ không quân Buckley ở Aurora, Colorado. Anh tiết lộ với Fox News rằng anh cũng đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ các quân nhân. Đồng thời lưu ý rằng hàng nghìn tin nhắn đã được gửi đến anh, trong đó một số người cảm thấy họ đã mất đi tiếng nói. Anh nói, tôi đang bị xuyên tạc trên mạng. Tôi không chỉ trích bất kỳ lãnh đạo nào hoặc bất kỳ người nào trong Bộ Quốc phòng của Mỹ hoặc bất kỳ quan chức được bầu nào. Tuy nhiên, tôi cố gắng nói về những ý tưởng mà tôi cho là độc hại. Trung tá Lomier lưu ý rằng anh đã bị thuyên chuyển sang vị trí khác trong lực lượng không gian Hoa Kỳ, nhưng vẫn giữ được cấp bậc của mình. Cuộc tranh cãi nổ ra sau khi anh xuất bản một cuốn sách cảnh báo về việc truyền bá chủ nghĩa Marx và lý thuyết chủng tộc phê phán trong quân đội Mỹ. Tựa đề cuốn sách của anh ấy là Cuộc cách mạng không thể cưỡng lại, mục tiêu chinh phục của chủ nghĩa Marx và sự phá hủy quân đội Mỹ. Tối hôm 16 tháng 5, thì cuốn sách đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất của Amazon. Trung tá Lomia giải thích rằng anh không cố gắng ủng hộ một đảng chính trị cụ thể nào. Ngày 17 tháng 5, Trung tá Lomia khẳng định với Fox News, tôi không tin tôi đang theo đảng phái. Việc vạch trần hoặc tấn công lý thuyết chủng tộc phê phán hoặc chủ nghĩa Marx không mang tính đảng phái chính trị. Anh nói, lý do tôi nói như vậy là vì lý thuyết chủng tộc phê phán và chủ nghĩa Marx đối lập với các giá trị của Mỹ. Lý thuyết chủng tộc phê phán thúc đẩy các luận điệu chống lại các tài liệu lập quốc của Hoa Kỳ. Lý thuyết chủng tộc phê phán, phân nhánh từ lý thuyết phê phán của chủ nghĩa Marx, đang từng bước phát triển xâm nhập vào các trường đại học Mỹ trong những thập niên gần đây. Một thông báo của lực lượng không gian Hoa Kỳ cho biết, quyết định này dựa trên những bình luận công khai của Trung tá Lomier trong một đoạn podcast gần đây. Trung tướng Whiting đã khởi động một cuộc điều tra do Bộ Tư lệnh chỉ đạo về việc liệu những bình luận này có cấu thành hoạt động chính trị đảng phái bị cấm hay không. Ngoài ra, một số dân biểu Đảng Cộng Hòa đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Trung tá Lomier. Dân biểu Byron Donalds, Đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Florida, tin rằng Trung tá Lomier là một anh hùng và khẳng định rằng đám đông cánh tả đang cố gắng hủy bỏ anh ấy. Ông Donalds viết, Trung tá Matthew Lomier là một anh hùng, không chỉ vì ông ấy mặc quân phục hàng ngày để bảo vệ quốc gia chúng ta, mà còn để bảo vệ các quyền tự do và đám đông cánh tả đang cố gắng hủy bỏ anh ấy. Lý thuyết chủng tộc phê phán không nên có vị trí trong các lớp học,
lực lượng vũ trang hay quốc gia của chúng ta nói chung. Dân biểu đen Crenshaw, Đảng Cộng Hòa thuộc tiểu bang Texas, viết rằng câu chuyện này không nên bị xem nhẹ. Ông nhận định thêm rằng quân đội Mỹ cần phải sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm chiến thắng, chứ không phải làm thế nào để trở thành những chiến binh công bằng xã hội. Dân biểu Crenshaw, cựu thành viên lực lượng hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ, Navy SEAL, viết trên Twitter, chúng ta cần phải chuẩn bị cho các chiến binh của chúng ta chiến đấu và chiến thắng trong các trận chiến, chứ không phải là làm thế nào để trở thành các chiến binh công bằng xã hội. Ông viết thêm, lý thuyết chủng tộc phê phán cực tả được dạy trong khi việc lên tiếng chống lại chủ nghĩa Marx thì lại bị trừng phạt. Hãy chia sẻ điều này, đừng để câu chuyện này trôi đi. Các thành viên Đảng Cộng Hòa khác như thượng nghị sĩ Ted Cruz, dân biểu Andy Biggs và dân biểu Dan Bishop cũng đã đưa ra ý kiến để bảo vệ Trung tá Lomey. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì những sự thật ít ai biết về cuộc sống tại Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc là nơi ở chính thức và là nơi làm việc chính của Tổng thống Mỹ, luôn chứa đựng nhiều bí mật mà người dân trên thế giới đều muốn khám phá. Tổng thống phải tự thanh toán mọi chi phí ăn uống và sinh hoạt. Hàng tháng thì gia đình của Tổng thống sẽ nhận được hóa đơn thực phẩm, giặt, khô và các đồ dùng cá nhân khác. Tòa Bạch Ốc có một phòng khám nha khoa ở tầng hầm. Ngoài ra, Tòa Bạch Ốc cũng có cửa hàng hoa, cửa hàng bán sô-cô-la và xưởng mộc. Những vết bẩn trên thảm tại Tòa Bạch Ốc đã không được làm sạch kịp thời. Jody Kantor, người viết tiểu sử về gia đình của ông Obama, đã tiết lộ rằng khi cựu Tổng thống chuyển đến thì vẫn còn vết bẩn trên thảm do những chú mèo của Tổng thống George W. Bush để lại. Chỉ có thể uống rượu vang Mỹ tại Tòa Bạch Ốc, loại rượu duy nhất được phục vụ trong Tòa Bạch Ốc được làm từ loại nho trồng ở Mỹ. Vì lý do an ninh thì đệ nhất gia đình Mỹ sẽ không được mở cửa sổ trong Tòa Bạch Ốc. Tòa Bạch Ốc có thể xem phim trước những người khác. Phòng chiếu phim tại Tòa Bạch Ốc sẽ nhận được các bộ phim gửi từ Hollywood và mọi người tại đây sẽ được thưởng thức bộ phim trước khi chúng ra mắt công chúng. Mật ong của Tòa Bạch Ốc cũng được lấy từ một tổ ong trong khuôn viên của dinh thự. Tổ ong là nơi chứa hàng nghìn con ong và được người nuôi ong chăm sóc. Có một sân golf mini ngay bên ngoài phòng bầu dục. Cựu Tổng thống Bill Clinton đã cho lắp đặt sân golf này vào năm 1995. Chỉ mất 6 giờ đồng hồ để dọn đồ đạc của cựu Tổng thống và đón chào tân Tổng thống vào Tòa Bạch Ốc. Khoảng 100 nhân viên sẽ được huy động để thực hiện công việc dọn dẹp. Trẻ em trong gia đình của Tổng thống Mỹ vẫn phải làm việc nhà. Mặc dù các em có người phục vụ, nhưng những bậc phụ huynh như bà Michelle Obama vẫn muốn con cái tự dọn dẹp đồ đạc của mình. Những đứa trẻ có thể tổ chức buổi dạ hội tại Tòa Bạch Ốc. Susan Ford là con gái của cựu Tổng thống Gerald Ford, đã tổ chức buổi dạ hội đầu tiên và duy nhất cho đến nay ở Tòa Bạch Ốc vào năm 1975. Đệ nhất gia đình Mỹ có thể tự nấu ăn khi họ có bếp riêng trong khu sinh hoạt. Theo Stars Insider, thì cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton rất thích tự tay làm bữa sáng cho con gái. Không cần mang theo tiền mặt tại Tòa Bạch Ốc, các cựu tổng thống như George S.W. Bush và Reagan không bao giờ mang theo tiền mặt. Các tổng thống Mỹ có thể tiếp cận những đồ vật cũ của người tiền nhiệm. Mỗi tổng thống đương nhiệm đều có thể tiếp cận một kho lưu trữ trong nhà Tòa Bạch Ốc, chứa những thứ như các tác phẩm nghệ thuật quý giá. Năm 1814 thì quân đội Anh đốt cháy Tòa Bạch Ốc và chỉ có một bức tranh duy nhất của cựu Tổng thống George Washington đã được giữ lại bởi cựu đệ nhất phu nhân Dolly Madison. Các Tổng thống có thể tự trang trí phòng bầu dục, mặc dù căn phòng này có vẻ mang tính biểu tượng và không thể thay đổi, nhưng mọi Tổng thống đều được phép thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên, các cựu Tổng thống như Eisenhower và Carter không thay đổi bất kỳ điều gì trong phòng bầu dục và ông Reagan chỉ thay một tấm thảm. Tòa Bạch Ốc là nơi lý tưởng để chơi trốn tìm khi có tới 132 phòng, 35 phòng tắm, 412 cửa ra vào, 147 cửa sổ, 28 lò sưởi, 8 cầu thang bộ và 3 thang máy.
Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì dòng sông linh thiêng nhất Ấn Độ đã ngập thi thể nạn nhân COVID-19. Hàng trăm thi thể được phát hiện trôi nổi trên sông hoặc là bị vùi trong bãi cát trên bờ sông Hằng, dòng sông linh thiêng nhất Ấn Độ trong những ngày gần đây. Làn sóng COVID-19 đã tấn công và tàn phá Ấn Độ trong những tuần gần đây. Ngày 19 tháng 5 đánh dấu một cột mốc tàn khốc của đại dịch khi nước này ghi nhận kỷ lục 4.529 ca tử vong trong một ngày. Đây là số ca tử vong vì COVID-19 trong ngày cao hơn bất kỳ quốc gia nào từ trước tới nay, vượt quá kỷ lục trước đó ở Mỹ với 4.475 ca tử vong trong một ngày. Tới nay thì Ấn Độ đã ghi nhận hơn 25 triệu ca mắc và 275.000 trường hợp tử vong vì COVID-19. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho biết con số thực có thể cao hơn gấp nhiều lần. Trên các bờ sông thì nhiều dàn hỏa táng cháy suốt ngày đêm, nhiều khu hỏa táng không còn chỗ trống. Hiện tượng này phần nào phản ánh số người chết nhiều chưa từng thấy và chưa được cập nhật trong dữ liệu chính thức. Đằng sau các thi thể trôi nổi trên sông là câu chuyện về phong tục tập quán, nghèo đói và một đại dịch giết người thần tốc. Câu chuyện kinh hoàng tại tiểu bang Uttar Pradesh lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào ngày 10 tháng 5. Mới đầu là sự kiện 71 thi thể trôi dạt vào bờ sông ở làng Chosa của Bihar. Các quan chức cho biết một số hài cốt có thể là bộ phận cơ thể còn sót lại rơi xuống sông Hằng sau cuộc hỏa táng, nhưng họ ngờ rằng xác chết đã bị vứt xuống sông. Cảnh sát đã giăng một tấm lưới chắn ngang mặt nước để chặn không cho điều tương tự xảy ra. Một ngày sau, cách Chosa khoảng 10 cây số, người ta thấy chó và quạ bu vào hàng chục thi thể đang phân hủy trên bờ dòng sông tại làng Rama thuộc vùng Pradesh, Ghazipur của bang Uttar. Người dân địa phương cho biết thi thể đã trôi dạt vào bờ kè trong nhiều ngày. Tuy nhiên, chính quyền đã phớt lờ lời phàn nàn của họ về mùi hôi thối cho đến khi tin tức về các xác chết được tìm thấy ở hạ lưu Bihar được đưa lên báo. Hàng chục thi thể trương lên và phân hủy trôi nổi trên sông. Chúng được người dân phát hiện khi họ đi ngâm mình buổi sáng ở dòng sông linh thiêng nhất Ấn Độ. Tờ Hindustan đưa tin cảnh sát đã vớt được 62 thi thể. Trong khi đó, ở Kanav, Kampur, Unnao và Prayagraj, bờ sông rải rác những ngôi mộ nông. Những thước video được gửi đến từ bờ Mendigat ở Kanav cho thấy hàng loạt gò đất có hình dáng của xác người, mỗi gò này chứa một thi thể. Tại Mahadevi Ghat gần đó, người ta tìm thấy ít nhất 50 thi thể. Lò hỏa táng quá tải. Theo truyền thống thì tín đồ theo đạo Hindu sẽ hỏa táng người chết. Tuy nhiên, nhiều cộng đồng có tập tục được gọi là Jan Prava, tập tục thả trôi sông thi thể của trẻ em, phụ nữ chưa chồng hoặc những người chết vì bệnh truyền nhiễm hoặc bị rắn cắn. Nhiều người nghèo không có tiền hỏa táng thân nhân nên họ cũng quấn thi thể bằng vải dạ trắng và thả xuống nước. Đôi khi thi thể được buộc vào đá để đảm bảo sẽ chìm xuống đáy sông, nhưng có nhiều xác được thả trôi mà không buộc đá. Thời gian trước đại dịch, từ khi trôi lên sông Hằng không phải là một cảnh tượng hiếm thấy. Tuy nhiên, số lượng thi thể trên sông quá nhiều trong thời gian gần đây vẫn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Một nhà báo ở Kampur nhận định số lượng thi thể trên sông chính là bằng chứng cho thấy sự khác biệt lớn giữa số liệu tử vong chính thức và số người chết thực sự liên quan đến COVID-19 ở Ấn Độ. Ông cho biết từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5, thì con số trong báo cáo chính thức là 196 người chết ở Kanpur, nhưng dữ liệu từ 7 lò hỏa táng thì cho thấy đã có gần 8.000 ca hỏa táng. Tất cả lò hỏa táng điện đều hoạt động 24/7 trong tháng 4. Kể cả như vậy vẫn không đủ lò để thiêu xác. Vì vậy chính quyền đã cho phép dùng gỗ ở khu đất bên ngoài để hỏa táng. Ông nói, tuy nhiên các lò hỏa táng chỉ nhận thi thể đã xác nhận mắc COVID-19 từ bệnh viện, trong khi có một số lượng rất lớn người chết tại nhà chưa được xét nghiệm. Gia đình người chết đưa thi thể thân nhân ra ngoại ô thành phố hoặc đến các quận lân cận như Unnao khi không tìm được gỗ hoặc nơi hỏa táng. Họ thả xác dưới đáy sông. Một nhà báo khác ở Paraguay cũng tin rằng nhiều thi thể trên sông là của bệnh nhân COVID-19 chết tại nhà mà không được xét nghiệm, hoặc những người nghèo không đủ tiền hỏa táng.
Thật đau lòng, ông nói. Những người này đều là con trai, con gái, anh chị, cha hay mẹ của ai đó. Họ đáng được tôn trọng khi ra đi, nhưng cái chết của họ còn không được thống kê. Không ai biết họ chết và được chôn cất như thế nào. Chôn cất từ 7 giờ sáng đến 23 giờ tối. Và việc phát hiện ra những ngôi mộ và thi thể phân hủy cùng với nỗi lo sợ rằng những tử thi này có thể mắc COVID-19 đã làm dấy lên nỗi hoảng sợ tại những ngôi làng dọc theo bờ sông. Bắt nguồn từ dãy Himalaya, sông Hằng là một trong những con sông lớn nhất thế giới. Người theo đạo Hindu cho đây là dòng sông thiêng. Họ tin rằng tắm ở sông Hằng sẽ tẩy rửa được tội lỗi và dùng nước sông này cho các nghi lễ tôn giáo. Ở Kanot, Jamohan Tiwari, một người dân 63 tuổi cho biết đã nhìn thấy 150 đến 200 ngôi mộ nông ở trên bờ sông. Lễ chôn cất diễn ra từ 7 giờ sáng đến 23 giờ tối, ông nói. Việc phát hiện ra những ngôi mộ gây hoảng loạn trong khu vực. Mọi người lo rằng các thi thể bị chôn vùi trên mặt đất sẽ bắt đầu trôi trên sông khi trời mưa và mực nước dâng cao. Hôm 12 tháng 5, thì chính quyền tiểu bang đã ra lệnh cấm tập tục Jan Parva và hỗ trợ cho các gia đình nghèo không đủ tiền hỏa táng. Nhiều nơi cảnh sát đã dùng gậy để vớt tử thi khỏi sông và kêu gọi người chèo thuyền đưa xác vào bờ. Sau khi được vớt lên thì các thi thể đã phân hủy, được chôn trong hố hoặc là bị thiêu trên giàn hỏa táng. Thẩm phán quận Jagipur Mangala Prasad Singh cho biết nhiều đội đã được thành lập tuần tra các bờ sông và khu hỏa táng để ngăn người dân vứt xác xuống sông hoặc chôn xác trên bờ. Đã có những thông tin mới nhất về vụ án mạng của cậu bé 4 tuổi thuộc thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Thông tin mới nhất cho biết là cậu bé đã bị đâm rất nhiều lần trước khi tử vong. Nhiều người đã thắc mắc khi chúng tôi đưa cái tin này vài ngày trước là tại sao đứa bé này lại cởi trần. Cha mẹ đứa bé này ở đâu mà để cho đứa bé chạy ra rạng sáng như vậy. Theo những thông tin mới nhất thì cậu bé 4 tuổi này đã bị bắt cóc bởi một thiếu niên da đen khi cậu bé vừa mới lên giường để ngủ. Và khi lên giường ngủ thì cậu bé chỉ mặc cái quần và không mặc áo. Và đây là bản tin chi tiết. Một cậu bé ở thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas, Mỹ đã bị một thanh niên lén vào nhà bắt cóc khi đang ngủ cạnh em trai song sinh, sau đó bị giết hại. Video do camera giám sát ghi lại cho thấy Darian Brown, 18 tuổi, đã đột nhập vào một căn nhà ở thành phố Dallas thuộc tiểu bang Texas. Sau khi đột nhập thành công vào trong căn nhà, thì tên này đã bế bé Cash Gurnon đi vào đầu giờ sáng ngày 15 tháng 5 khi cậu bé đang nằm ngủ cạnh em trai song sinh. Trong đoạn video được quay lại lúc nửa đêm, Brown mặc chiếc áo hoodie và đeo ba lô, lén vào gần chiếc giường nơi hai cậu bé đang ngủ. Lúc tên này nhấc chiếc khăn ra khỏi người của bé Gurnon để bế bé đi thì cậu bé dường như đã tỉnh giấc. Sau đó thì hắn đã nhanh chóng đưa bé đi khỏi căn nhà này. Vài giờ sau thì có một người chạy bộ đã phát hiện thi thể của bé Gurnon đang nằm trên một vũng máu trên đường phố. Cách nhà của cậu bé không xa, khoảng 800m hoặc nửa dặm. Theo những thông tin mới nhất từ Daily Mail thì cậu bé đã bị đâm rất nhiều lần bằng một vũ khí sắc nhọn. Tên Darian Brown này đã quay lại vào lúc 7 giờ sáng để bắt cóc đứa trẻ còn lại nhưng không thành công. Hắn đã đột nhập vào khoảng 7 giờ sáng, 2 tiếng sau khi bắt cóc bé Gurnon. Sau đó lảng vảng chung quanh cái giường của cậu bé song sinh của bé Cash Gurnon, nhưng cuối cùng rời đi mà không làm hại cậu bé. Nhiều người sẽ thắc mắc tại sao hắn lại không bắt cóc người em song sinh của bé Gurnon. Điều này rất đơn giản thôi quý vị, hắn nghe thấy tiếng động bên ngoài, hoảng sợ và bỏ chạy trước khi bắt cóc được bé còn lại. Và điều này đã được máy camera giám sát ghi lại. Vài giây sau thì đứa bé song sinh của Cash Gurnon đã tỉnh giấc và bắt đầu tìm kiếm người anh em song sinh của mình trước khi bước ra khỏi phòng. Monica Sherrill, 39 tuổi, là bạn gái của bố cặp song sinh, là người đang chăm sóc cho chúng thời điểm sự việc xảy ra. Người bố đã vắng nhà kể từ hồi tháng 3. Sherrill đã xác định danh tính của Brown trong video. Theo KDFW, Brown đã được nhìn thấy lảng vảng trong khu vực này nhiều ngày trước khi vụ việc xảy ra. Lúc đó chúng tôi đều đang ngủ. Cash thường đánh thức tôi dậy, nhưng hôm đó thì không, Sherrill nói. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi nhận thấy thằng bé đã mất tích nên gọi cho cảnh sát. Tôi thậm chí còn không biết ai đó đã bắt cóc thằng bé đi, mà nghĩ rằng nó đã đi đâu đó ra ngoài. Chỉ đến khi xem camera theo dõi, tôi mới phát hiện có kẻ bắt cóc nó.
người phụ nữ phát hiện ra thi thể bất động của Cash Gurnon, cô Anthony Square, 39 tuổi, cho biết. Lúc đó thì tôi rẽ sang đường, nhìn thấy kiến quanh đôi chân của cậu bé. Cậu bé không đi giày, không đi vớ, mà chỉ mặc một chiếc quần sọt. Tôi lập tức gọi cho mẹ mình để báo tin, sau đó thì tôi đã gọi cảnh sát. Theo thông tin mới nhất của cảnh sát Dallas, thì mẹ ruột của cặp song sinh này không biết hai con mình đang được bạn gái của bố nó chăm sóc. Hiện giờ thì cô ta đã được đoàn tụ với đứa bé còn lại. Darian Brown, 18 tuổi, đã bị bắt vào hôm 18 tháng 5, vẫn đang ở trong tù, với mức bảo lãnh là 1 triệu 500 ngàn USD. Theo trang Dallas Morning News, thì tên này đã bị bắt và bị cáo buộc những tội danh như bắt cóc, ăn trộm, và theo cảnh sát, họ sẽ đưa ra những cáo buộc mới nữa sau khi giám định pháp y hoàn tất. Hiện giờ thì tên Darian Brown này chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào cho hành động của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe và nhấn cái chuông ở bên phải của nút subscribe, thì mong quý vị hãy nhấn cái nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất từ kênh. Chân thành cảm ơn quý vị.